anh em thấy trận cầu này có hay không ạ? Anh em nếu thấy hay thì hãy đừng quên ấn like page và đăng ký kênh YouTube Thế Anh Sport của mình nhá. À, tiện thể thì anh em nào muốn đánh hay trong video ấy thì anh em hãy sắm cho mình một quả bóng tập tay như mình đang dùng rồi nhá. Thì quả bóng này thì tương đối là tốt, dành cho anh em mùa dịch này ở nhà tập. Cứ ngồi chỗ tập này khoảng tầm 5-10 phút đấy, thì nó sẽ giúp cho tăng cái lực cổ tay rất là nhiều. Thì anh em nào quan tâm đến quả bóng này nhá thì có thể là cái bạn Zalo hoặc là gọi cho mình qua số điện thoại 0965 698987 nhá. Dùng phê đó anh em ạ, quay tiết mù luôn này. Ok nha anh em nhá. Oh!
Thank you.
Tôi là đứa của Chúa, chúc hạ rất nhiều và hãy xin gặp.